Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Triumph Sài Gòn. Và ngày hôm nay mình có ở đây là một cái phiên bản Speed Twin đời mới 2022, được độ khá đặc biệt. Đơn giản thôi, cũng không quá cầu kỳ, nhưng mà đẹp. Mình đánh giá là nhìn đẹp, rất hay. Và hôm nay mình sẽ có thêm một nhân vật khá vui tính, một anh sale của Triumph quận 7 cũng sẽ vô và giới thiệu chiếc xe này với mọi người. Tại vì đây là xe của anh sale làm cho khách, khá là đẹp. Rồi, đây anh Nam, best sale của quận 7 nha mọi người. Rồi anh Nam, bây giờ anh Nam chia sẻ sơ sơ vài nét, giới thiệu cho tụi em về chiếc xe này đi. Okay, coi có gì hay ha. Speed Twin mới, nói to lên nha anh. Ok, 2021, model year 2022 luôn. Thì nó sẽ thay đổi so với đời cũ. Dạ. Thì là phục trước thay đổi là do phục trước là upside down hơn. Rồi thay đổi Mazuki. Heo thì sử dụng heo Brembo M50. Quá đẹp. Rồi, đĩa cũng thay đổi theo luôn. Ừ, đĩa Brembo đúng không anh? Đúng rồi, đĩa Brembo. Ok. Còn kết hợp này thay đổi cái tay thỏ, gắn đèn. Cái màu thì nó sẽ phù hợp với lại cái tem xe luôn. Ồ. Nhìn nó hài hòa hơn. Cái này là phải cảm ơn nhóm kỹ sư của Triumph đúng không anh? Đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi, cái này tính là tinh tế luôn á. Tinh tế quá đúng không anh? Nhạy bén. Thì khách của em thì đã độ lên những gì thôi. Rồi ok. Xem, cô thì khách em đã gọi là kết tâm lại. Từ từ, bây giờ mình đi từ phần trên xuống đi anh. Rồi, ok. Ở trên có gì không đã? Trên này thì hình như em thấy là giữ nguyên bản đúng không? Đúng rồi, giữ nguyên bản, nó chỉ thay đổi màu sơn thôi. Ồ, ok. Màu mới. Đó thì phần trên là gần như là không có gì thay đổi nha mọi người. Giữ nguyên thì phần trên này là khách hàng đã thay đổi lại xi nhan đúng không? Xi nhan nhỏ nè. Xi nhan nhỏ, nhìn nó gọn, xe nó gọn lại bớt. Rồi ok. Phần dưới này cũng không có gì thay đổi, dàn chân không có gì thay đổi hết trơn ha. Vẫn là Brembo M50 phục Mazuki. Đó, mâm của Triumph. Rồi đi đến cái phần thay đổi này đi. Đó. Ở đây có gì hay nè? Đây, về phần thay đổi thì bô khách đã kết tâm lại. Trời ơi, bô Titan. Kết tâm lại theo ý thích của khách luôn. Ghê. Quá đẹp. Gọn nhẹ. Bô nỗ lực chút nữa mình sẽ cho các bạn nghe. Cái phần lon này là mình custom làm ở Việt Nam luôn hả? Đúng rồi, custom làm ở Việt Nam luôn. Wow. Ok, quá đẹp, quá hay. Phần này thì mình thấy nó lên màu rồi nè mọi người. Đó, nó lên cái màu tím tím rồi. Đó. Cổ này gọi là cổ con sâu đúng không? Cổ con sâu. Ok. Nhìn nó là nghệ nha. Nè, nhìn từ bên hông rồi nè. Là nghệ sĩ á. Đó, nhìn từ bên hông và rất lạ luôn, rất hay. Rồi, còn gì nữa không? Còn đây, khách đã thay đổi phục sau. Sử dụng phục K-Tech. K-Tech Razor. Này nó có mấy cái nấm chỉnh đúng không anh? Đúng rồi, nấm này chỉnh được độ nén của lò xo. Đó. Cái nấm chỉnh đây nha mọi người. Phục của anh luôn. Yeah. Em thấy hình như cây phục này nó có ngắn hơn jean luôn á. Ngắn hơn jean, tại vì anh khách này chiều cao cũng hơi khiêm tốn. Nên sẽ làm cái phục hơi ngắn xíu. Ok. Để khách phù hợp. Rồi khách không thích những cái hành trình phục dài, nó hở khoảng từ bánh lên cái gì nó rộng quá nên nó không đẹp đúng không? Đúng rồi. Đèn xi nhan sau cũng thay đổi nè mọi người. Thay đổi luôn. À thấy có cái phần này nữa nè. Bát biển số thay đổi nhìn nó gọn hơn. Gọn hơn, cụt hơn. Phần đèn hậu thì không có thay đổi gì cả. In cũng vậy. Rồi, nhập cái review tiếp đi hả? Ok. Còn gì hay nữa không ta? Để mình coi tiếp ha mọi người ha. Rồi thì vừa rồi là anh em có chia sẻ một số cái điểm mới khách đã custom lại trên chiếc xe này. Mình thấy còn ở đây một cái nữa nè. Phục trước có dấu hiệu đã hạ rồi. Thì như anh em chia sẻ thì để cho đạt cái độ thoải mái khi sử dụng xe thì chủ nhân có hạ một chút xíu. Với lại mục đích là cái thẩm mỹ của nó là nhìn nó đẹp mắt hơn ha. Cái xe nhìn nó liền lạc hơn. Đó mọi người thấy từ phía sau nè. Cái phần đuôi gỡ ra, gắn cái bát biển số đó rất gọn luôn. Nhìn cái xe nó ngắn ngắn, cụt cụt, kiểu như pitbull đó mọi người. Rất là hiếu chiến. Bộ mâm mới thì thực ra là mình đã có làm review chi tiết về con xe này rồi. Nhưng mà do mình thấy con này độ nó hay hay, lạ lạ, nên mình phải quay lại cái phiên bản này cho mọi người cùng xem. Rồi ok. Ở đây có phần dán bình xăng nè. Bây giờ chắc mình sẽ không để mọi người đợi. Mình sẽ cho mọi người nghe thử cái âm thanh của cây bô này. Một cây bô custom khá lạ. Đó. Rồi. con Speed Twin đời mới rất là đẹp luôn. Cái dàn chân quá đã luôn nè mọi người. Phần bô nè nó đã lên màu này nha mọi người. Có lắp cái chống đổ luôn. Cái này là tiếng guarantee nha, mình mới đề lên nên mình để cho nó nổ máy một chút đã. Phần này là phần nâng gấp, có gắn thêm cái phụ K-Tech chi tiết. Đó, có những cái nấm chỉnh nè, tâm press nè, rồi cái này là chỉnh tải nè ha. Sẽ nẹt thử nhẹ mấy cái ha. Mình coi cái vòng tua máy nè, nó đang ở 1000 nè, 3000 ha. Trời ơi, xe mới nên mình sẽ không nẹt quá 4000 nha mọi người. Anh em vô nẹt thử cho em, đứng ngoài em quay cái tiếng của anh em. Ok, nhẹ ơi. Đó, được rồi á. Bồ khá là dữ luôn nha. Bồ này giải tán đám đông luôn, đích thực luôn. Ok, rồi chắc mình tắt máy đi ha. Rồi, giờ xe này là chuyển về đâu anh em? Về Gia Lai. Khách Gia Lai nha mọi người. Gia Lai quá chịu chơi. Ok, rồi showroom Triumph quận 7 nha mọi người. Nếu mọi người cần thêm thông tin về xe, về đồ chơi hay tư vấn bất kỳ thứ gì liên quan đến xe cộ và đặc biệt là mô tô Triumph thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhật hoặc là các anh em sale ở Triumph quận 7 nha. Liên hệ anh em nha. Ok, liên hệ anh em nha. Anh em best sale nha mọi người. Đó, qua showroom quận 7 gặp anh em best sale để được tư vấn và hỗ trợ. Rồi ok. Còn bây giờ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.